Vào 20 giờ tối mai 18 tháng 5, chương trình cầu truyền hình trực tiếp Hoài bão Hồ Chí Minh sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và NTV. Chương trình sẽ kết nối 3 điểm cầu: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ba Đình, Hà Nội, khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh. Cầu truyền hình trực tiếp Hoài bão Hồ Chí Minh là chương trình lớn nhất trong số các chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện trong dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị tại một trong ba điểm cầu trong chương trình này, phóng viên Thùy Linh đã có cuộc trao đổi ngắn với đại diện ekip thực hiện chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tôi đang có mặt tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, là một trong ba điểm cầu trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp Hoài bão Hồ Chí Minh do Ban Thanh thiếu niên Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức để kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác. Và đến nay thì công tác chuẩn bị đang được tiến hành rất gấp rút và khẩn trương. Và ngay bên cạnh tôi đây là nhà báo Trần Quang Minh, phó trưởng phòng tương tác nội dung Ban Thanh thiếu niên của Đài Truyền hình Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng trao đổi với nhà báo Trần Quang Minh để biết rõ hơn về công tác chuẩn bị này. Xin chào anh. Anh có thể cho biết là đến thời điểm hiện nay thì công tác chuẩn bị của ekip tại điểm cầu làng Hoàng Trù, xã Kim Liên đã được thực hiện như thế nào ạ? Vâng, xin chào bạn, xin chào khán giả truyền hình. Hiện nay thì có thể nói rằng tất cả các khâu chuẩn bị thì đã khẩn trương gấp rút để hoàn tất, bởi vì là chỉ trong tối ngày mai thôi thì cầu truyền hình Hoài bão Hồ Chí Minh của chúng tôi sẽ được lên sóng truyền hình trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, và khán giả truyền hình ở Nghệ An chúng ta cũng có thể theo dõi được chương trình này. Đây là một trong những chương trình ý nghĩa và rất là lớn trong năm nay, là năm chẵn kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác, và chính vì vậy mà chúng tôi đã lựa chọn điểm cầu Hoàng Trù là một trong những cái địa điểm quan trọng nhất. Ở đây thì cũng có những cái kỷ vật đã gắn liền với thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những cái năm đầu tiên của tuổi thơ ấu của Bác. Đó cũng chính là cái lý do mà chúng tôi muốn là qua những cái câu chuyện, qua những hình ảnh, qua những kỷ vật này thì khán giả truyền hình chúng ta cũng sẽ đọng lại rất nhiều những cái cảm xúc vào cái thời gian đầu tiên khi mà Bác bắt đầu sinh ra và chập chững biết đi. Vậy thì vào cái cầu truyền hình vào tối trực tiếp vào tối mai 18 tháng 5 thì ekip thực hiện chương trình mong muốn truyền tải cái gì tới khán giả không chỉ ở Nghệ An mà còn ở khắp cả nước ạ? Vâng, thực ra thì với ngay cái tên của chương trình của chúng tôi đó là Hoài bão Hồ Chí Minh đã nói lên tất cả. Chúng tôi mong muốn là tất cả chúng ta hiểu được cái hoài bão này. Bác Hồ cũng như tất cả chúng ta được sinh ra như những người bình thường. Những cái điều lớn lao, những người lớn lao, tất cả những cái gì mà trở để nó tạo nên được một cái nhân cách vĩ đại thì nó bắt nguồn từ hai chữ đó là hoài bão, và phải thực hiện được hoài bão đó. Từ đó trên nay thì chúng ta vẫn đang tiếp tục viết tiếp hoài bão này. Và câu chuyện của chúng tôi không muốn dừng lại tại đây. Chúng tôi muốn nói rằng các quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng chung tay để viết tiếp hoài bão Hồ Chí Minh, để đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đúng với ý nguyện của người. Vâng, xin được cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo của ekip thực hiện chương trình của Ban Thanh thiếu niên VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam thì cầu truyền hình trực tiếp Hoài bão Hồ Chí Minh sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp, và đây cũng là món quà ý nghĩa nhất để dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đúng dịp 125 năm kỷ niệm ngày sinh nhật Người.